có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước là một thành phần vô cùng quan trọng trong cơ thể con người, giúp duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để thay đổi nguồn nước, thì Phi TV xin giới thiệu máy lọc nước điện giải Kangen, một sản phẩm tuyệt vời từ Nhật Bản nhằm giúp tăng cường sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng tuổi thọ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa, cũng như giúp đường ruột sạch hơn và hoạt động tốt hơn. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Hòa Võ qua số điện thoại 0402 027777. Linh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, những tin hàng đầu trong ngày vẫn là vấn đề cải tổ Medicare và trưng cầu dân ý, thay đổi hiến pháp. Tại New South Wales, thủ hiến Perrottet vừa loan báo kế hoạch giảm hóa đơn điện năng nếu liên đảng tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 3 sắp tới. Trong nguồn tin quốc tế, Hoa Kỳ đã bắn hạ một kinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã vi phạm không phận Hoa Kỳ. Tất nhiên hành động bất hợp pháp này của Bắc Kinh có thể gây nhiều hậu quả chính trị. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Vietface TV. Đầu tiên là tin từ New South Wales, thủ hiến Perrottet hứa giảm chi phí điện năng nếu liên đảng thắng cử vào ngày 25 tháng 3. Tiểu bang New South Wales sẽ có bầu cử quốc hội vào thứ Bảy 25 tháng 3 sắp tới, và có lẽ theo gương của lãnh tụ đối lập lao động Albanese trong thời gian tranh cử liên bang. Hôm qua, thủ hiến liên đảng New South Wales, ông Perrottet, đã cam kết là nếu chính phủ liên đảng tự do quốc gia thắng cử vào ngày 25 tháng 3, thì chính phủ của ông sẽ giảm $250 chi phí điện năng để giúp đỡ cư dân trong đời sống đắt đỏ hiện nay. Chính phủ liên đảng cũng đã đệ trình dự luật gọi là tiết kiệm chi phí năng lượng, và kế hoạch này sẽ có hiệu lực trong 6 tháng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023. Dự luật này sẽ giúp các gia đình tại New South Wales tiết kiệm được $259 chi phí năng lượng so với mức chi phí mà họ phải trả hiện nay. Ngoài ra, nếu cư dân chuyển đổi khế ước với một lệ phí rẻ hơn, thì cư dân còn có thể tiết kiệm đến $400. Nói một cách tổng quát là dự luật tiết kiệm năng lượng là một cam kết của chính phủ New South Wales trị giá $500 triệu. Phản ứng của lãnh tụ đảng lao động đối lập ông Chris Minns cho đây là một hình thức tư hữu hóa ngành cung cấp năng lượng của chính phủ liên đảng, một điều mà đảng lao động coi là thất bại. Tuy nhiên, ai đúng ai sai là tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri trong ngày 25 tháng 3 sắp tới. Nhắc lại là trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang hồi tháng 5 năm 2022, lãnh tụ lao động Albanese cũng đã hứa là nếu đảng lao động thắng cử, thì chính phủ sẽ có biện pháp trợ giúp cư dân tiết kiệm được $250 hóa đơn năng lượng vào năm 2024. Đối với chính phủ New South Wales, thì thời gian này sẽ bắt đầu chỉ vài tháng sau cuộc bầu cử ngày 25 tháng 3, tức là sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 12 năm 2023. Ngoài thủ hiến Perrottet, Phó Thủ hiến New South Wales kiêm lãnh tụ đảng quốc gia ông Paul Tu cũng nói rằng sáng kiến của chính phủ liên đảng sẽ trợ giúp cư dân tiết kiệm được $250 trong bối cảnh đời sống đắt đỏ hiện nay. Sinh hoạt chính trị, cải tổ Medicare, tranh luận giữa Bộ trưởng Y tế và Y sĩ đoàn AMA. Hôm qua, Bộ trưởng Y tế liên bang Mark Butler đã lên tiếng phản bác lập luận của Chủ tịch Y sĩ đoàn AMA giáo sư Steve Robson. Nhắc lại là chính phủ đã thành lập một ủy ban để duyệt xét lại hệ thống Medicare, và ủy ban này vừa phổ biến một phúc trình, và giáo sư Robson đã bình luận về phúc trình này. Theo nhận xét của giáo sư Steve Robson, thì phúc trình này không có điều gì để cải thiện dịch vụ chăm sóc của bác sĩ gia đình,
và đây là một điều cấp bách mà hệ thống Medicare cần được quan tâm đến. Phản ứng của Bộ trưởng Y tế Mark Butler là hệ thống Medicare cần phải được cải tổ toàn diện trước khi chính phủ đổ tiền vào Medicare. Ông Mark Butler nói rằng ông ngạc nhiên về thái độ của Chủ tịch Y sĩ đoàn AMA và ông cho rằng AMA có vẻ như đang quyết tâm chống lại chương trình nghị sự của chính phủ. Tuy vậy, ông Mark Butler cũng nói rằng vấn đề đầu tư và ngân khoản bồi hoàn của Medicare cho các bác sĩ gia đình vẫn là vấn đề mà chính phủ quan tâm, nhưng chính phủ sẽ không đầu tư thêm vào hệ thống Medicare trước khi Medicare được cải tổ. Vấn đề cải tổ Medicare cũng được Hội đồng Nội các quốc gia quan tâm và theo đuổi. Vào thời điểm này thì những đề nghị thay đổi Medicare sẽ bao gồm việc mở rộng trách nhiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và những vai trò mà các y tá, các nhân viên bán chuyên môn trong ngành y tế và các dược sĩ có thể cung cấp cho bệnh nhân hoặc khách hàng qua hệ thống Medicare. Đây cũng là một lĩnh vực có nhiều điều mà các bác sĩ gia đình đã không đồng ý với các dược sĩ. Khủng hoảng y tế, Úc Châu muốn thu hút thêm nhân lực y tế từ nước ngoài. Ngoài việc cải tổ Medicare, Bộ trưởng Bộ Y tế Mark Butler cũng đã xác định việc thu hút thêm các bác sĩ nước ngoài là chìa khóa để củng cố hệ thống y tế của nước Úc. Trong một phát biểu ngày hôm qua 5 tháng 2, Bộ trưởng Butler cho rằng trong quá trình rà soát, các dịch vụ y tế đa khoa cần tìm hiểu các cách thức để thu hút thêm nhân lực từ nước ngoài đến Úc và công nhận các chứng chỉ bằng cấp của họ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Hội đồng Nội các quốc gia đã có phiên họp đầu tiên trong năm 2023 vào thứ Sáu vừa qua, mà nội dung chính là thảo luận về những khủng hoảng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Úc hiện nay. Ngoài ra, một báo cáo riêng về Medicare, chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe NDIS, cũng đã đưa ra các khuyến nghị để cải thiện khả năng tiếp cận và khả năng chi trả dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bộ trưởng Butler cho rằng Medicare đang ở tình trạng tồi tệ nhất trong lịch sử 40 năm hoạt động, đồng thời cho rằng việc thu hút thêm nhân lực cho lĩnh vực này sẽ giảm bớt áp lực cho toàn hệ thống. Theo đó, ông Butler nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyển dụng các bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe người nước ngoài cho hệ thống y tế tại Úc. Bên cạnh đó, chính phủ Albanese cũng đã cấp phép cho các dược sĩ kê đơn thuốc đối với các vấn đề sức khỏe thông thường, thay vì phải chờ bác sĩ đa khoa khám bệnh. Theo Hiệp hội Dược phẩm, gọi tắt là PGA, thì biện pháp này sẽ giúp giảm tải 6 triệu rưỡi lượt khám bác sĩ đa khoa mỗi năm. Sinh hoạt chính trị, kế hoạch trưng cầu dân ý, Thủ tướng Albanese phản công. Dự án trưng cầu dân ý Voice to Parliament nhằm thay đổi hiến pháp để tập thể người thổ dân có tiếng nói tại Quốc hội đã dấy lên một cuộc tranh luận kéo dài trong nhiều tháng mà có nhiều kẻ bênh người chống. Trong số các thành phần chống đối có cả thành phần chính trị gia, bao gồm cả các chính trị gia đảng lao động thuộc nguồn gốc thổ dân và chính trị gia đảng quốc gia cũng nguồn gốc thổ dân. Lập luận của những người chống đối là đề nghị này thiếu những chi tiết cần thiết để cử tri có thể quyết định, và về mặt ưu tiên thì tập thể thổ dân cần được hưởng những chương trình giúp đỡ cụ thể và cấp bách, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng đang xảy ra tại Alice Springs. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese đã phản bác tất cả các lập luận chống đối và nói rằng dự án trưng cầu dân ý này là một sự cải tiến khiêm tốn và thực tiễn để tập thể người thổ dân có cơ hội phát biểu ý kiến và nêu lên đề nghị. Và tất nhiên chính phủ đương nhiệm có thể đồng ý hoặc không đồng ý, chấp thuận hoặc bác bỏ. Nhưng điều quan trọng là chính phủ cần phải lắng nghe quan điểm của tập thể thổ dân. Ngoài ra, Thủ tướng Albanese cũng tỏ ra lạc quan về kết quả cuộc trưng cầu dân ý này mà chính phủ có thể sẽ tổ chức vào tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, trong lịch sử Úc Châu, phần lớn những cuộc trưng cầu dân ý đều thất bại, nhất là khi có sự bất đồng ý kiến giữa chính phủ và đối lập. Ngoài ra, để một cuộc trưng cầu dân ý được thành công thì cần phải có hai đa số. Đa số thứ nhất là đa số của cử tri trên toàn quốc và đa số thứ nhì là đa số tại ít nhất là 4 tiểu bang trong số 6 tiểu bang của Liên bang Úc Châu. Sinh hoạt chính trị, tham luận chính sách giá trị tư bản bị phản ứng tiêu cực, tác giả Jim Chalmers bào chữa. Có vẻ theo truyền thống của Thủ tướng hoặc Bộ trưởng Ngân khố của Đảng Lao động, dân biểu Jim Chalmers vừa phổ biến trên tạp chí gọi là The Monthly, một bài tham luận dài 6.000 chữ. Trong bài tham luận này, Bộ trưởng Jim Chalmers đã trình bày quan điểm của mình về một nền tư bản bao gồm nhiều giá trị. Tuy nhiên, có thể cũng là một ngạc nhiên cho tác giả khi mà một làn sóng phản ứng tiêu cực đã liên tục xảy ra trong nhiều ngày
khiến ông phải lên tiếng bào chữa cho bài tham luận gọi là Values-Based Capitalism, mà chúng ta có thể tạm dịch là một chủ thuyết tư bản có nhiều giá trị an sinh xã hội. Trong bài tham luận này, tiến sĩ Jim Chalmers nói rằng ông theo đuổi những bước tiến quan trọng cho một bối cảnh tài chính có thể tồn tại với những mối quan tâm nhiều về vấn đề năng suất cũng như theo đuổi chính sách gia cư. Tiến sĩ Jim Chalmers đã bác bỏ lập luận nói rằng ông đang theo bước chân của cựu Bộ trưởng Ngân khố Paul Keating, và ông xác quyết rằng chính phủ lao động hiện nay phải đối diện với nhiều thách đố lớn trong năm 2023, khác với những thách đố mà cựu Bộ trưởng Paul Keating phải đối diện vào năm 1983, tức là cách đây 40 năm. Nói chung thì trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Chủ nhật, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chifley Research Center ở Canberra, chính phủ Albanese không phải là một phiên bản của chính phủ bốc hốc Paul Keating trong thập niên 1980. Và ông Jim Chalmers cũng không phải là một phó bản của cựu Bộ trưởng Ngân khố Paul Keating. An ninh quốc phòng, Mỹ bắn hạ bong bóng tình báo Trung Quốc, Ngoại trưởng Blinken đình hoãn chuyến công du đến Bắc Kinh. Một thông tin chấn động dư luận thế giới là khi một bong bóng tình báo, tức là spy balloon, hay còn được gọi là kinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc, đã bay lạc vào không phận Hoa Kỳ và đã bị phát hiện. Thời điểm được phát hiện này là vào thứ Tư tuần trước theo giờ Washington. Giới chức thẩm quyền quân sự và dân sự tại Mỹ đã lập tức nghiên cứu biện pháp khả thi và đã phúc trình lập tức cho Tổng thống Joe Biden. Theo nguồn tin của giới truyền thông, đặc biệt là hãng tin Bloomberg, thì Tổng thống Biden đã muốn bắn hạ ngay, nhưng các chuyên viên quân sự thì tin rằng Hoa Kỳ nên chờ đợi để kinh khí cầu này di chuyển đến một địa điểm thuận tiện nhằm tránh gây thiệt hại về dân sự và cũng để thu nhận được những thông tin của kinh khí cầu này để giúp giới chức thẩm quyền nghiên cứu các nguồn tin tình báo mà kinh khí cầu này đã ghi nhận. Bởi vậy, trong liên hệ giữa quân đội với quân đội, giới chức thẩm quyền quân đội Mỹ đã thông báo cho quân đội Trung Quốc về những phương pháp phản ứng, bao gồm cả việc quân đội Mỹ sẽ bắn hạ kinh khí cầu này. Tuy vậy, khi Tổng thống Biden quyết định bắn hạ và không quân Hoa Kỳ chấp hành lệnh này, thì Hoa Kỳ đã không thông báo cho Bắc Kinh biết trước. Trong lĩnh vực sinh hoạt chính trị quốc nội, Tổng thống Biden đã bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích là mềm yếu đối với Bắc Kinh. Trong số này có nghị sĩ Tom Cotton từ tiểu bang Arkansas đã tố cáo Tổng thống Biden là đã có thái độ làm chiều lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy vậy, các chuyên gia tin rằng việc chậm trễ vài ngày trong việc bắn hạ kinh khí cầu gián điệp này có thể đem lại nhiều lợi thế cho chính phủ Mỹ. Thứ nhất là phản ứng từ Bắc Kinh là họ xác quyết rằng Trung Quốc luôn tuân thủ luật lệ quốc tế và không hề có ý định vi phạm không phận của Hoa Kỳ. Nhưng đây là trường hợp của một kinh khí cầu nhằm mục đích nghiên cứu khí hậu đã bị trôi dạt vào không phận Mỹ. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Antony Blinken đáng lẽ đã lên đường công du Bắc Kinh vào cuối tuần trước, thì ông đã tạm đình hoãn chuyến công du này mà ông tin rằng sẽ không hữu ích trong bối cảnh mà Washington vừa phát hiện một kinh khí cầu gián điệp từ Trung Quốc. Quyết định sau cùng của chính phủ Mỹ là khi kinh khí cầu gián điệp này bay ở độ cao 1.800 mét trên không phận của tiểu bang South Carolina và cách đất liền khoảng 11 km, thì một phi cơ phản lực của không lực Mỹ đã sử dụng hỏa tiễn để bắn hạ kinh khí cầu này, trong khi Hải quân Mỹ đã chờ đợi sẵn để thu thập tất cả các thiết bị nghe lén của kinh khí cầu gián điệp này. Tất nhiên là Bắc Kinh đã có phản ứng tức khắc là chỉ trích Mỹ đã có phản ứng quá độ và quá vội vàng. Ngoài việc bắn hạ một kinh khí cầu gián điệp bay lạc vào không phận Mỹ, Washington còn thông báo là có một kinh khí cầu gián điệp thứ hai đã bay vào không phận các nước khác tại khu vực châu Mỹ Latin. Diễn tiến mới nhất này có thể ảnh hưởng đến bang giao song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken có vẻ như chưa muốn cắt đứt mối quan hệ, nên ông chỉ tạm thời đình hoãn chuyến công du đến Bắc Kinh chứ không hủy bỏ. Chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bắc Kinh đã được thảo luận giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình khi lãnh tụ hai nước gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali hồi giữa tháng 11 năm 2022 vừa qua. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.